Kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong việc cơ cấu lại sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả của các hợp tác xã nông nghiệp. Việc ứng dụng và nhân rộng những đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp sẽ là một giải pháp ý nghĩa bởi không chỉ giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở ra những cơ hội vươn xa cho các sản phẩm nông sản Việt, đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của ngành nông nghiệp nước ta là chuyển từ sản xuất lấy số lượng sang chất lượng và giá trị gia tăng. Đây là trạm thiết bị hỗ trợ quản lý sản xuất tại đồng ruộng, trong đó tích hợp 4 camera độ phân giải cao. Cụm camera này có thể bao quát ở bán kính 500m và quản lý trên diện tích 20 ha xung quanh trạm. Mọi hoạt động sản xuất của các hộ nông dân trong phạm vi này đều được ghi hình và dữ liệu được lưu trong vòng 30 ngày. Qua cái trạm Imetot này thì chúng tôi có một hệ thống camera giám sát thì sẽ quản lý được toàn bộ cái vùng rau. Là khi bà con nông dân mà không chấp hành thì chúng tôi có một cái kỷ cương, kỷ luật riêng với bà con nông dân. Là một là khai trừ ra khỏi thành viên của hợp tác xã, hai là cái sẽ có một cái chế tài để phạt các cái hộ làm sai quy định, quy cách sản xuất rau Việt ghép. Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn là một trong số ít hợp tác xã ở Hà Nội tiên phong trong việc phát triển chuỗi thực phẩm sạch gắn với nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ 4.0 IGAP NIGAP.vn, iMethods của Liên hiệp Hợp tác xã Kinh tế số Việt Nam nhằm phục vụ chuyển đổi số trong hệ thống hợp tác xã với các giải pháp đồng bộ như nhật ký điện tử, hệ thống quản lý sản xuất bằng điện thoại thông minh, hệ thống giám sát đồng ruộng, tem truy xuất nguồn gốc QR code gắn với bộ nhận diện nhãn hiệu hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn. Điểm mấu chốt sống còn của xã đó là cái truy xuất nguồn gốc và cái minh bạch sản phẩm. Cho nên ngay từ đầu khi chúng tôi bước vào thị trường thì đã như vậy phối hợp với các nhà khoa học để lắp đặt một cái hệ thống Imetot có thể là đo được cái ẩm độ, độ ẩm của đất cũng là như vậy là giám sát cái sâu bệnh. Đồng thời là camera giám sát đồng ruộng được kết nối với hệ thống máy tính tại phòng điều hành của hợp tác xã, giúp cho người cán bộ quản lý có thể ở bất cứ đâu, chúng ta vẫn có thể được nhìn thấy cái hình ảnh của người nông dân sản xuất cũng như toàn bộ cái dây chuyền sơ chế của hợp tác xã. Hệ thống camera giám sát khoảng 10 chiếc được lắp đặt ở khắp cánh đồng và nhà sơ chế. Chúng hoạt động cả ngày lẫn đêm, đảm bảo việc sản xuất được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình. Với sự kiểm soát chặt chẽ, sản phẩm của hợp tác xã đã đạt được các chứng nhận như VietGAP, GlobalGAP. Qua đó, nhiều hợp đồng cung ứng rau lớn đã được ký kết. Hiện nay, sản phẩm rau của hợp tác xã chủ yếu được cung cấp đến siêu thị Bixi, các cửa hàng thực phẩm sạch và nhiều hệ thống trường học của thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khu vực miền Bắc. Các chuyên gia cũng nhận định khi biết được sản phẩm mình mua được làm ra như thế nào thì người tiêu dùng sẽ tăng niềm tin vào người sản xuất. Một sản phẩm minh bạch thì phải có đầy đủ thông tin. Trước đây chúng ta dùng nhật ký giấy thủ công để ghi chép thì bây giờ dùng nhật ký điện tử. Và cái này có thể là kiểm chứng được, đánh giá được là theo thời gian thực. Chứ không phải là hết một đợt rồi mới là đi ký vào cái sổ nhật ký ấy. Sau cuối cùng là đem sổ nhật ký để chia cho mọi người đây, tôi làm đây là sạch. Không ai kiểm chứng được. Mà bây giờ bằng cái công nghệ thì chúng ta có thể khắc phục được cái đó và để bảo đảm cái niềm tin của thị trường, của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn của chúng ta sản xuất ra. Ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp người sản xuất nâng cao giá trị của sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin góp phần xây dựng nền nông nghiệp hoàn toàn minh bạch từ quy trình sản xuất đến yếu tố công nghệ và truy xuất nguồn gốc. Như vậy mới có thể mang được giá trị tốt nhất của sản phẩm ấy đến với thị trường. Nhờ việc ứng dụng những đổi mới sáng tạo trong sản xuất mà Hợp tác xã Rau Quả Sạch Trúc Sơn liên tục thu về doanh thu lớn, giúp cho các thành viên của Hợp tác xã nâng cao thu nhập. Khi thành lập chúng tôi chỉ có 16 thành viên, đến bây giờ chúng ta đã có 36 thành viên, để chứng tỏ là cái sức sống của cái Hợp tác xã nông nghiệp của chúng tôi. Thì để có cái sức sống này thì bây giờ chúng ta đang, cái Hợp tác xã, các thành viên đang đi theo 3 hướng. Một là cái nông nghiệp công nghệ cao,
Thứ hai là cái công nghiệp cũng làm nhà lưới nhưng để chỉ ở mức công nghệ bình thường để che mưa che nắng, và một hai là người ta vẫn có sản xuất ngoài trời nữa. Hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn là một trong những mô hình tiêu biểu thực hiện sản xuất nông nghiệp thông minh và chuyển đổi số trong nông nghiệp bằng các giải pháp đồng bộ như nhật ký điện tử, hệ thống quản lý sản xuất bằng điện thoại thông minh, hệ thống camera giám sát đồng ruộng, tem truy xuất nguồn gốc QR code gắn với bộ nhận diện nhãn hiệu. Ngoài ra, hợp tác xã còn đẩy mạnh bán hàng qua các trang mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, nên dù dịch COVID-19 tác động nhưng chuỗi sản xuất tiêu thụ của hợp tác xã rau quả sạch Trúc Sơn vẫn duy trì và phát triển ổn định. Doanh thu của hợp tác xã năm 2021 ước đạt khoảng 14 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2020. Theo nhận định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ứng dụng công nghệ số trong sản xuất đang được nông dân sử dụng để giải bài toán năng suất, chất lượng và giá trị. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp là yếu tố then chốt giúp nông dân, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất hiệu quả trong nông nghiệp. Năm 2022 thì hội chúng tôi cũng xác định là hỗ trợ giúp cho nông dân chuyển đổi số cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thế thì trước hết là chúng tôi phối hợp với hiệp hội số nông nghiệp đấy, để từng bước số hóa trong lĩnh vực nông nghiệp. Thứ hai thì chúng tôi phối hợp với lại Bưu điện Việt Nam đấy, để hỗ trợ giúp cho nông dân chuyển đổi số, mà trước hết là giúp để thống kê, giúp để đưa các cái sản phẩm của nông dân, trước mắt là sản phẩm ô cóp và những sản phẩm đạt các cái tiêu chuẩn lên các cái sàn thương mại điện tử, không chỉ là của Bưu điện Việt Nam mà của các cái sàn thương mại khác. Thế rồi tổ chức các cái lớp đào tạo tập huấn hỗ trợ giúp cho nông dân sử dụng các thiết bị thông minh đấy, để trước hết làm sao người nông dân sử dụng cái thiết bị thông minh rồi nhưng làm sao phải khai thác thông thạo được cái thiết bị thông minh đó để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ cho chính quyền nông dân đưa các sản phẩm của mình lên các cái hệ thống sàn thương mại điện tử. Ở khu vực Tây Bắc nước ta, những đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp được các hợp tác xã và nông dân hưởng ứng và thực hiện rất hiệu quả. Sau gần 2 thập kỷ, tháng 5 năm 2017, Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Trường Hạc tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chính thức được thành lập, hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012. Hợp tác xã đã từng bước hiện đại hóa, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, cùng với việc cải tạo giống xoài bản địa, hợp tác xã còn thực hiện các quy trình canh tác xoài theo hướng Việt Gap, Global Gap và hữu cơ, kết hợp với công nghệ tưới nước, nhỏ giọt, nâng cao năng suất của trái xoài. Bước chuyển từ phương thức truyền thống sang sản xuất an toàn và chú trọng khoa học kỹ thuật đang là chìa khóa giúp cho Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Trường Hạc tạo nên sự khác biệt, phát huy hiệu quả kinh tế, góp phần thay đổi tư duy sản xuất của thành viên. Ngay từ đầu thì chúng tôi đã vào quy trình sản xuất ấy, thì cùng với bà con nông dân và cái thành viên trong hợp tác xã thì sản xuất theo cái hướng sạch, và bây giờ thì cũng chuyển dần là cũng bán hữu cơ. Và cũng ngay từ khâu sản xuất thì chúng tôi kinh nghiệm xuất khẩu với lâu nay thì chúng tôi cùng với bên phía thương lái thì cùng với chung tay là giám sát luôn từ cái khâu sản xuất ngay từ đầu và giám sát quá trình sinh trưởng của cây quả. Và từ đó thì đạt cái chất lượng ấy là rất là cao. Cái đấy là bởi vì đánh giá luôn, bởi vì thương lái là đánh giá luôn từ cái khâu sản xuất và cùng đồng hành luôn. Cái đấy là cái khâu quan trọng nhất để đạt được chất lượng cao nhất. Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Trường Hạc cùng với sự nỗ lực không ngừng đổi mới sáng tạo đã và đang dần phát triển, đáp ứng được các nhu cầu khó tính cả về mẫu mã và chất lượng sản phẩm để xuất khẩu đến các thị trường như Mỹ, Anh và Australia. Thế cho nên là cái chuỗi liên kết để sản xuất và tiêu thụ cái đấy là cái hiện nay là cần thiết nhất và cũng là cái mô hình tốt nhất. Bởi vì từ cái đó thì mình cũng không có cái chuyện là mình sẽ sau này là sản xuất ra mà không biết bán cho ai, là không có cái chuyện đấy. Bởi vì là người ta cũng đã được giám sát và cũng được đánh giá luôn từ cái khâu chăm sóc và quy trình sản xuất của mình, và đến lúc khi nào hái và lúc nào là nó đạt chất lượng cao nhất. Đây là cùng thương lái và cùng bà con nông dân và cùng sản xuất là mình
là tính toán cái khâu đó. Diện tích thì chúng tôi vẫn đang quy hoạch, cơ bản là vẫn phải phát triển, nhưng phát triển nó phải gắn với vùng, chứ không phát triển nhỏ lẻ. Vùng nào, ví dụ xoài, như diện tích cây xoài bây giờ thì là như vậy là đã tạm đủ. Chúng ta sẽ phát triển về chất lượng và chủ yếu là cái chăm sóc hữu cơ và cách chăm sóc là mới là quan trọng. Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hiện có hơn 3.000 hecta xoài, với 1.500 hecta đã cho thu hoạch quả, sản lượng đạt hơn 20.000 tấn một năm. Trong đó, sản phẩm đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường các nước đạt 6.400 tấn, được trồng tập trung tại các xã Trường Hạc, Tú Nang, Sạp Vạt, Trường Đông. Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong và ngoài nước, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kỹ thuật, quy trình sản xuất, thu hoạch, quản lý chất lượng nông sản, xây dựng, phát triển và hoàn thiện các chuỗi liên kết sản xuất với tiêu thụ, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã về bao bì, quảng bá và giới thiệu sản phẩm ra thị trường, truy xuất nguồn gốc, xây dựng điểm thu mua, ứng dụng công nghệ sơ chế sau thu hoạch, liên kết, ký hợp đồng với các doanh nghiệp thu mua nông sản, qua đó góp phần gia tăng giá trị cho sản phẩm. Thì Sơn La đã phải xây dựng phương án đó là sản xuất theo quy chuẩn. Tôi nói luôn vào một khâu với quy chuẩn. Ví dụ như là xoài để xuất sang Mỹ, thì đương nhiên là toàn bộ vùng trồng đó sử dụng loại phân bón. Ví dụ như phân bón Thành Tâm, tỷ lệ phân bón hữu cơ cao, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo theo đúng quy chuẩn của Mỹ. Thứ hai nữa là quy trình sản xuất hết sức chuẩn. Hết thời gian dùng chi phí 45 ngày, bắt đầu bao trái. Người Mỹ, ví dụ như thị trường của Mỹ là yêu cầu quả xoài màu vàng, thì phải bao trái loại màu vàng. Thì đến thời điểm là 12 tháng 5 trở ra bắt đầu thu hoạch, thì lúc đó quả xoài nó sẽ ra một màu vàng ươm cả quả, là thị trường Mỹ người ta ưa chuộng và người ta đặt hàng như thế. Thì mình phải bắt buộc phải sản xuất theo quy chuẩn của thị trường. Ví dụ như Australia, Úc nhập xoài thì người ta lại nhập xoài chưa vào sơ. Ví dụ như Trung Quốc thì nhập xoài là xoài xanh, quả xanh, vỏ xanh thì chúng ta dùng bao trắng. Như vậy là chúng ta phải thấy là một cái quy trình sản xuất cho một cái thị trường hết sức rõ ràng. Là một tỉnh miền núi của vùng Tây Bắc, trong những năm gần đây, các mô hình hợp tác xã tại tỉnh Sơn La đã và đang từng bước phát triển và khẳng định được vai trò vị trí của mình trong phát triển kinh tế. Không chỉ phát triển về số lượng mà các hợp tác xã nông nghiệp được đánh giá là có chất lượng tốt. Doanh thu bình quân đạt 2 tỷ đồng trên hợp tác xã, lãi bình quân đạt 200 triệu đồng một năm trên hợp tác xã, thu nhập bình quân của thành viên đạt 4 triệu đồng một tháng. Trong nông nghiệp, sự phát triển của các mô hình hợp tác xã đã khắc phục được những tồn tại như sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng nông sản. Các hợp tác xã đã triển khai nhiều dịch vụ hỗ trợ như tạo điều kiện cho những xã viên nghèo ứng trước giống, phân bón, tiêu thụ sản phẩm, trang bị, thông tin, nông lịch, gieo cấy, vay vốn, sản xuất, đến vụ thu hoạch sẽ trả cho hợp tác xã. Nhờ vậy, các xã viên luôn đảm bảo mùa vụ, có việc làm ổn định và tăng thêm thu nhập. Điều được nhất trong kinh tế tập thể hợp tác xã chính là người nông dân biết hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường, sản xuất theo kế hoạch, theo vùng quy hoạch, theo đặc sản, lợi thế vùng miền. Vì vậy, tỉnh Sơn La ngoài tiếp tục phát triển các mô hình hợp tác xã nông nghiệp cũng sẽ phát triển các hợp tác xã dịch vụ, vận tải và một số dịch vụ khác để hỗ trợ cho các hợp tác xã sản xuất phát triển. Ngành nông nghiệp thì có thể cho thấy là qua một quá trình phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Sơn La và có được kết quả ngày hôm nay, thì ngành nông nghiệp Sơn La đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành được giao và gắn với đó là tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới thì thành quả của Sơn La là gì? Là một tỉnh rất là khó khăn, miền núi, trong 14 tỉnh miền núi Trung Du phía Bắc, với một điều kiện đó là cái địa hình rất là dốc, rồi an sinh kinh tế xã hội và đặc biệt là đó là cái việc đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng đặc biệt khó khăn của Sơn La. Do vậy là bước xuất phát điểm để xây dựng nông thôn mới cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, nỗ lực của chính quyền và sự ủng hộ của người dân thì Sơn La đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ xây dựng thôn mới. Thứ hai nữa là hiệu quả từ cái việc nông nghiệp chuyển sang đó là xây dựng thôn mới là gì? Khi mà chuyển các cái chương trình phát triển nông nghiệp bền vững từ cây ăn quả, từ nuôi trồng thủy sản, từ đàn đại gia súc, từ chế biến công nghiệp ví dụ như cà phê, ví dụ như sắn, rồi đó là chế biến sữa thì đều góp phần trở lại là gì? Khi mà đầu tư vào hạ tầng và nông nghiệp, khi mà đầu tư vào sản xuất nông nghiệp mà thu lại hiệu quả kinh tế cao thì đương nhiên là cái tái đầu tư trở lại cho xây dựng nông thôn mới rất tốt.
Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong những năm qua, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp ở nước ta đã mang lại những kết quả nổi bật trong cả 4 lĩnh vực gồm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp. Việc ứng dụng và nhân rộng những đổi mới sáng tạo đã giúp cho hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, đặc biệt là các hợp tác xã nông nghiệp thay đổi về chất so với giai đoạn trước đây và phù hợp với định hướng mới của ngành nông nghiệp nước ta. Câu chuyện ở đây ấy, là làm thế nào đấy để những cái sáng kiến đó nó được nhân rộng và nó được tập hợp lại thành rất nhiều các cái, nó thành một cái mình gọi là một cái phong trào ứng dụng các cái sáng kiến đấy thì nó mới thực sự trở thành cái hữu hiệu đối với lại cái phát triển nói chung. Và các cái đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp mà trong đó có những cái sáng kiến của người sản xuất chẳng hạn thì nó sẽ giúp cho chúng ta một mặt ấy, là nâng cao được cái chất lượng của cái nâng cao chất lượng hiệu quả của cái sản xuất nông nghiệp và cái thứ hai ấy, là nó ứng phó được với các cái biến đổi khí hậu. Bởi vì xét cho cùng ấy, thì trong cái biến đổi khí hậu chẳng hạn hoặc là dịch bệnh thì nó có hai vấn đề, mặt là thích ứng thì ở đây cơ bản nó là những cái sáng kiến của cái cộng đồng hoặc là người dân, thế còn lại thì nhà nước sẽ hỗ trợ về cái giải pháp về công trình. Đồng bằng sông Cửu Long là trung tâm sản xuất nông nghiệp lớn nhất Việt Nam, đóng góp hơn 50% tổng sản lượng lúa của cả nước, 70% các loại trái cây và 95% sản lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, thâm canh sản xuất nông nghiệp, thủy sản cùng với các tác động của biến đổi khí hậu khiến khu vực kinh tế trọng yếu này đang đối mặt với nhiều thách thức. Chính vì thế, những năm qua, rất nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã mạnh dạn ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa gạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết giảm chi phí và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tại Cần Thơ, hợp tác xã Khiết Tâm, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh là tấm gương sáng, điển hình trong việc đổi mới phương thức sản xuất của nông dân để tạo ra sản phẩm chất lượng. Cách đây 5 năm, hợp tác xã Khiết Tâm đã xây dựng cánh đồng mẫu lớn, áp dụng quy trình thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu Global Gap cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa. Canh tác chủ yếu giống lúa đặc sản chất lượng cao như Jasmine, Đài Thơm. Mô hình cánh đồng lớn của hợp tác xã Khiết Tâm hiện có tổng diện tích hơn 340 ha với sự tham gia liên kết của 40 thành viên và được doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ đầu ra để xuất khẩu. Để có những thành công hiện tại, hợp tác xã đã áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nhất là mô hình 1:5 giảm. Thì trong suốt quá trình mà sản xuất á, thì nông dân của tôi là được cái hướng dẫn là ghi chép sổ, nhật ký là từ cái giai đoạn mà xuống giống cho đến cái khâu mà bón phân, rồi phun thuốc, quản lý nước nó là tối ưu tới cái thu hoạch. Rồi cái cũng như là sử dụng cái bao bì, rồi xử lý thuốc bảo vệ giặt. Thì nhờ vậy thì làm được cái cây lúa nó khỏe hơn để đảm bảo được cái sức khỏe của cái con người hơn. Nhờ vậy cái năng suất mà áp dụng cái mô hình nó cao hơn nó so với cái thông thường là từ 1,5 đến 2,5 một hecta, triệu đồng một hecta. 1,5 giảm là phương pháp thực hành tốt sản xuất nông nghiệp, trong đó 1 là sử dụng giống xác nhận, 5 giảm bao gồm giảm giống, giảm phân, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm nước và giảm tổn thất sau thu hoạch. Để ứng dụng 1,5 giảm hiệu quả nhất, hợp tác xã Khiết Tâm còn ứng dụng công nghệ san phẳng mặt ruộng được điều khiển bằng tia laser. Nhờ bộ phát tia laser, mặt ruộng được san phẳng, tiết kiệm được vật tư đầu vào như phân bón, thuốc trừ sâu, tiết kiệm nước tưới, đồng thời giảm tổn thất sau thu hoạch do cây lúa không bị đổ ngã. Tiếp cận được cái laser này thì cái giảm được rất là nhiều chi phí, thí dụ giống mình giảm được khoảng 20% giống, rồi cái công của mình cũng giảm được từ 30 cho tới 40%, riêng cái nước thì giảm được khoảng 50%.
Trước đây khi mà chúng ta vận động cơ giới hóa rất khó, nhưng từ khi bà con nông hiểu rõ một vài năm giảm mà áp dụng tốt đó, thì họ cũng rất quan tâm đến cái vấn đề cơ giới hóa, tức là vấn đề làm đất, vấn đề cắt gạt, vấn đề phun thuốc, các thứ. Thì trong đó có cái biện pháp là sang phẳng bằng tia laser là cái biện pháp mà theo chúng tôi đánh giá là rất cần thiết trong tương lai. Tại vì chính nhờ nó có tạo ra một cái mặt bằng đồng ruộng hiệu quả hơn trong cái sản xuất lúa sau đó, tức là chúng ta bơm nước cũng giúp cho cái ruộng lúa tốt, bón phân và phun thuốc cũng tương tự. Do đó là cái việc mà tạo được cái mặt phẳng đồng ruộng bằng tia laser đó là một cái có ý nghĩa rất quan trọng trong cái nền sản xuất nông nghiệp bền vững trong tương lai. Để giảm bớt sức lao động của nông dân trên đồng ruộng và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây lúa cũng như góp phần bảo vệ môi trường, Hợp tác xã Khiết Tâm còn triển khai dịch vụ phun thuốc trừ sâu bằng máy bay cho các thành viên. Nhờ ứng dụng đồng bộ nhiều đổi mới sáng tạo trong canh tác lúa, Hợp tác xã Khiết Tâm không chỉ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, mà còn có năng lực sản xuất trên 600 tấn lúa giống xác nhận trên một vụ để cung cấp cho Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long và Tập đoàn Lộc Trời. Với những nỗ lực không ngừng, lúa của Hợp tác xã Khiết Tâm luôn được các đối tác doanh nghiệp thu mua cao hơn từ 500 đến 700 đồng 1 kg so với bên ngoài và thu nhập của các thành viên trong hợp tác xã cao hơn vài triệu đồng 1 hectare so với nhà nông trồng lúa bên ngoài. Đời sống thành viên và nông dân làm ăn với hợp tác xã ngày được nâng lên. Hợp tác xã của tôi thì là hiện giờ 40 thành viên. Thì các thành viên này đang thu nhập rất là ổn định, tức là từ lợi nhuận từ những cái áp dụng mà tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào làm cái kinh tế tập thể này, thì hiện giờ hợp tác xã chúng tôi đang phát triển và các thành viên cũng đều đang hướng tới, và trong năm nay chúng tôi sẽ hướng tới là sẽ phát triển nhiều hơn nữa, tức là sẽ ước tính là sẽ lên khoảng 100 thành viên và diện tích chúng tôi sẽ tăng lên 600 hectare. Trước tác động xấu từ biến đổi khí hậu, nông dân chạy theo số lượng, không tính đến hiệu quả kinh tế, không nghĩ đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe người tiêu dùng. Từ năm 2002, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế thông qua các dự án hỗ trợ nông dân đồng bằng sông Cửu Long thực hành sản xuất lúa bền vững theo mô hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng và 1 phải 5 giảm. Từ cái nền tảng về quy trình canh tác này, chúng ta có thể đưa các cái yếu tố nghiêm ngặt hơn vào để đạt theo từng cái quy định của các quốc gia, và điều đó nó sẽ góp phần làm cho cái sản phẩm của chúng ta đạt được nhiều các cái tiêu chí mà người ta quy định. Tại tỉnh Kiên Giang, nhiều mô hình hợp tác xã nông nghiệp cũng hoạt động hiệu quả, đặc biệt là xây dựng được mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương. Mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và hợp tác xã ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng, xã Dục Tượng, huyện Châu Thành. Nếu như trước năm 2012, Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng chỉ cung cấp dịch vụ bơm tát, không có lợi nhuận, thì năm 2012, sau khi củng cố lại hoạt động Hợp tác xã theo luật Hợp tác xã năm 2012, Ban Giám đốc Hợp tác xã được thay mới, vạch ra hướng đi riêng cho Hợp tác xã, đẩy mạnh hoạt động liên kết sản xuất với doanh nghiệp trong tiêu thụ lúa gạo. Hoạt động của Hợp tác xã đã khởi sắc. Cái ấp Tân Hưng này là đa số là người dân tộc, thì lúc đầu đó con vô hợp tác xã nên nó hơi khó khăn, thì tới thời buổi bây giờ đó bà con cũng hiểu được về danh sách, về pháp luật cái chuyển đổi cây trồng, rồi bà con cũng làm ăn khá giả, rồi thực hiện theo cái chủ trương đường lối của nhà nước đã hướng dẫn. Lúc đầu chỉ có 29 thành viên với 60 hectare, đến nay Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hưng đã có 173 thành viên tham gia với diện tích 512 hectare trồng lúa. Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó nội dung quan trọng là hợp tác xã sản xuất theo quy trình khoa học khép kín, tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ làm đất, thu hoạch cho các thành viên. Hợp tác xã thiết lập tín hiệu treo cờ trên đồng ruộng. Khi thấy tín hiệu cờ thì 173 thành viên đồng loạt làm theo quy trình. Và đặc biệt hơn cả là mỗi công đoạn chỉ hoàn thành không quá 2 ngày. Năng suất lúa thường xuyên đạt tới 11 tấn một hecta. Xưa thì lúa cái đổ ngã nó không nhúc nước được giữa vụ, rồi không có canh tác nước được,
Bây giờ là cho vô hợp tác xã này á, là rút nước được giữa vụ này, cây lúa nó cứng cáp rồi mình cắt máy cũng không có lúng lầy. Cái nông sản á, là phải đồng đều, nông sản phải an toàn thì họ mới vô ký hợp đồng và mua giá cao hơn là so với bên ngoài. Thì cái đó là mình cũng mời các doanh nghiệp lại để mình đấu giá. Đấu giá là giá nào cao nhất thì mình chọn. Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng cũng đã làm được một điều mà không nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta hiện nay thực hiện được. Đó là tổ chức đấu giá nông sản cho nông dân. Cụ thể, sau khi lúa được thu hoạch đồng loạt, hợp tác xã sẽ tổ chức mời gọi doanh nghiệp thực hiện đấu giá nông sản. Doanh nghiệp nào trả giá cao hơn được ưu tiên ký hợp đồng mua sản phẩm của hợp tác xã. Đấu thầu để tìm cái những doanh nghiệp, những cái đối tác á, là giá rẻ nhất để mình ký hợp đồng. Thì cái đó là cái những cái đầu vào như bơm tưới cũng rẻ, rồi máy làm đất cũng rẻ, rồi máy thu hoạch cũng rẻ, rồi những phân bón thì mình đã ký kết như những cái công ty thì như là để sản xuất cho bà con là mang lại cái nông sản mà nó an toàn sạch. Thì tại vì hiện nay thị trường hiện nay là cần rất cần là những cái nông sản này. Điểm sáng mà hợp tác xã Tân Hưng đạt được là không để thành viên thiệt thòi và tự quyết định giá bán sản phẩm ngay trên mảnh ruộng của mình. Đời sống kinh tế của người dân ngày một nâng cao. Kết quả 5 năm qua cho thấy, hầu hết thành viên của hợp tác xã Tân Hưng đều đã thoát nghèo và trên 50% vươn lên khá, giàu. Chính vì chỗ đó thì hiện nay là hợp tác xã này cũng phát triển được cái thành viên trong hợp tác xã ngày càng đông. Rồi cái diện tích trong cái hợp tác xã cũng được mở rộng. Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đặc điểm của bà con ở đây là sống rải rác và thường sản xuất tự phát, nhỏ lẻ, đời sống còn nhiều khó khăn. Bài toán để giúp bà con, đồng bào dân tộc Khmer vươn lên thoát nghèo được chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo là vận động người dân phát triển sản xuất theo mô hình kinh tế tập thể. Trong đó mô hình hợp tác xã kiểu mới như hợp tác xã Tân Hưng có nhiều ưu điểm nổi bật, phát huy được hiệu quả, nông dân tự làm chủ trên thửa ruộng của mình. Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra xoay quanh 3 trụ cột, đó là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. Mà muốn thực hiện được 3 trụ cột này thì kinh tế tập thể, hợp tác xã phải vững mạnh. Hợp tác xã phát triển sẽ tạo ra sức mạnh đa chiều. Xu thế tiêu dùng không phải là người ta ăn cho nó ngon, không phải mua giá nó rẻ, ăn cho nó sạch nữa. Mà nông sản đó phải được sản xuất không gây ra biến đổi, tác động vào biến đổi khí hậu, tác động ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, tới đa dạng sinh học. Thì người ta gọi đó là tăng trưởng xanh và sản phẩm xanh và xu thế tiêu dùng xanh. Hội cũng xác định là để mà tăng thu nhập cho bà con, để mà phát triển cái nông nghiệp bền vững, để bảo vệ được tốt nhất cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho nông dân thì không có gì khác là phải chuyển đổi từ cái sản xuất nhỏ lẻ manh mún thành sản xuất lớn, và thông qua đó chính là lập nên các tổ tác hợp tác xã. Thế thì là đẩy mạnh cái thành lập các tổ hội nghề nghiệp, các chi hội nghiệp để làm cái nền tảng vững chắc để lập các tổ tác hợp tác xã. Cái điểm thứ 6 tiếp theo thì hội cũng tập trung làm việc với các bộ ngành, trước hết là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, để tập trung xác định cái chương trình phối hợp giữa hội và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để tập trung những cái mà có lợi thế nhất của hộ nông dân và của bộ nông nghiệp liên quan nhau để phối hợp để giúp đỡ hỗ trợ cho nông dân. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các địa phương quan tâm thực sự đến sự phát triển của hợp tác xã, coi hợp tác xã là một phần của kinh tế nông thôn. Hợp tác xã là sự hợp tác để cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển nông nghiệp, là trụ đỡ của nền kinh tế trong những lúc khó khăn.